Lời nói đầu tiên thì cho Long xin gửi những lời chào thân ái, những lời chúc tốt đẹp và toàn thể anh em xem về mến kênh của Long nha. Chà, hôm qua làm đám mưa lớn quá anh em, mưa quá trời, quá trời ghê luôn. Nguyên bầy gà của mình đó, ăn trước 2, 4, 6, 7 con, còn rút à. Là nó mưa quá trời luôn. Lạnh mà nó mưa xuyên đêm, mà mưa trái mùa gì nữa, tiêu. Đấy, dập hút luôn nè. Coi gà, đang gà ăn. Ngừa trước. Cái điều kiện á, mà nó khắc nghiệt á, nó gọi là điều kiện thuận á, phù hợp cho con vi khuẩn nó hoạt động, virus nó hoạt động anh em, là mình phải lưu tâm, mình đề phòng nó nha anh em. Mấy ngày nay hơi lu bu không làm lép được cho anh em ha. Rồi nói chung mình Long mà lâu lắm rồi Long không có đi giao anh em. Rồi hôm chủ nhật hôm chủ nhật thì có một người em ở trên YouTube này nè, thì biết Long rồi thì cũng có muốn ý kiếm một con về làm nọc chơi, thì mình thấy nó hơi nghịch đường á, xe hơi nghịch đường xe nó bất tiện cho người em đó, thôi mình đi giao cho người em mà sẵn qua chơi thăm đại ca ha. Thì mình đi giao cho người em đó bên ngay chỗ bên cồn cùng Lão Dung đó anh em. Thì mình có giao bên cho người em đó, thì nói chung là người em nó rất thích và vừa bụng ha. Thì nói chung mình không có đi giao nó hẳn luôn, là lâu lắm rồi mình không đi giao, đa số là mình gửi xe không à. Rồi nhưng mà nó nghịch cái tuyến đường, thấy người em nó đi ra nó 2 tiếng mấy á, để ra nhận thì nó ấy quá, thôi cực quá thì mình nãy sẵn dịp qua chơi với ông anh bên Sóc Trăng ha, chơi với mấy ổng xong rồi cũng khuya khuya đi nghịch đường á, rồi ra đường xấu nữa, rồi thôi cũng 2 giờ mấy mới về. Rồi lâu anh em gặp mặt rồi vui chơi vậy đó, rồi chia sẻ tí kinh nghiệm. Thì nói chung là chủ đề này Long muốn chia sẻ với anh em về một cái số vấn đề ha. Thì trước đây Long đã chia sẻ với anh em về tướng dáng mặt mày hình hài rồi ha, rồi cán dáng anh em. Thì anh em thấy á, thì anh em thấy những cái vấn đề mà Long chia sẻ nó về con gà để cho anh em có cách nhìn nhận ha, có nhìn nhận mà mình nhìn con gà để mà mình lựa, mình bắt, mình chơi ha. Thì anh em thấy á, ví dụ như con gà bây giờ mình nói này để chia sẻ trên quan niệm nha, chứ không có muốn đụng chạm với anh em nào làm ăn ha. Nhưng mà mình nói anh em đó là ông bà mình có câu nước gỗ với nước sơn ha. Thì nước gỗ thì mình chịu khó mình học anh em, mình học cái cách mình nhìn nhận con gà ha. Thì anh em mua từ những cái chạy lớn và uy tín đó thì anh em cũng phải biết nhìn, anh em lựa anh em, đúng không? Thì mình lựa để mình chơi cho nó thành công. Còn ví dụ như anh em không hiểu về cái cách lựa chọn con gà á anh em, thì mình cứ nhìn vô là cái đầu tư nè, rồi cái thương hiệu, mà mình không học được cái phương pháp để mình nhìn nhận những cái con gà trong đó, thì thành ra mình không có cái sáng suốt để mà mình biết cái con gà hay ở trong cái nơi đó. Mình nói anh em á, nơi nào cũng có gà hay anh em, rồi chạy nào cũng có gà hay hết, thì mình phải có cái cách lựa, có cái cách nhìn nhận ha, để nếu mà mình lựa cái con gà mà mình chơi phù hợp với mình, đúng không? Thì ngoài cái vấn đề đó là Long chia sẻ ha, để cho anh em có cái chút cái tham khảo thôi, chứ còn mình không có nói mình hay ha. Tại anh em quý mến thì anh em gọi mình vậy thôi, chứ mình bình thường
không có gì hơn ai hết á, chỉ cù bắp thôi anh em à. Rồi lên làm clip rồi nói sầm sàm chơi ha. Thì anh em nào thích nghe thì long cảm ơn, còn anh em nào không thích nghe thì mình có quyền lướt qua ha, lướt qua cái kênh của mình ha. Đó. Nói chung là mình cũng không có muốn làm phiền anh em. Thì có anh bạn anh cũng hỏi mình về cái cách lựa lập gà mái, thì mình nói anh em đó, tức là các cái tiêu chí mình lựa là dựa trên cái tiêu chuẩn thôi. Tại vì kể cả người Mỹ người ta lai tạo thì người ta lựa gà cũng phải dựa trên cái dáng tiêu dáng chuẩn anh em, thì mình cũng phải có cái tiêu dáng chuẩn để mình lựa ha. Thì mình lựa như vậy á thì nó con gà con nó với cái khung hình cái tướng dáng đó, nó sẽ thích hợp cho làm chiến kế. Thì đó là nói chung thì anh em biết rồi, ví dụ như con nhà giỏ nó phải có gân guốc đúng không, thể hình phải có cơ bắp đó. Rồi mình làm nông dân thì lực lưỡng đúng không, còn mình làm văn phòng thì tướng thư sinh đúng không, mình nói văn gia võ gia vậy đó. Thì mình nói anh em thì cái gì cũng vậy, mà bây giờ võ sĩ thì chiến đấu thì cần cái cơ bắp ha, thì cái gì cũng vậy, nó phải có tướng dáng nó hùng dũng nó mạnh mẽ chứ đúng không anh em. Thì nói chung là nói về chia sẻ về phần gà mái Long cũng chia sẻ rất là nhiều, nên mấy anh em chịu khó xem lại ha. Thì mình làm lại hoài một cái chủ đề thì nhiều khi anh em thấy nó không ấy ha, nó không được hay, nên mình chịu khó mình làm, anh em chịu khó xem lại giùm mình ha, giùm Long ha. Đó là đôi lời của Long chia sẻ. Rồi mưa gió vậy nè, anh em nên kiểm tra gà kỹ trong nó ngủ nha anh em, đêm mà dễ phát hiện lắm ha. Thì hôm nay là mình thấy có vài con gà mình nó bận áo mưa rồi đó, thì mình nói với anh em vậy, ở trong chăn nuôi mình kỹ bao nhiêu á thì mình ít bị hao hụt bấy nhiêu anh em ha. Rồi gà thì anh em nên định kỳ sổ ha, sổ lãi ha. Thì ví dụ như cái phương pháp mà sổ lãi cho nó hiệu quả gà bầy đàn á anh em, là anh em ví dụ như anh em trộn liều, anh em cho ăn 2 ngày liên tục giùm mình ha. Đó, 2 ngày liên tục. Gà đàn thì nên mình nên sổ vậy ha, mình sổ thuốc thú y á cho nó hợp lại ha. Rồi sau khi mà ăn 2 ngày liên tục á thì 10 ngày sau mình cho ăn lại một cữ nữa nha anh em. Là nó diệt luôn tất cả các cái con trứng mà nó mới nở ha. Thì sau đó định kỳ anh em khoảng, nói chung thì người ta nói là 6 tháng, nhưng mà theo mình á thì 3 tháng anh em nên nhắc lại ha. Nó hiệu quả hơn. Tại vì cái con ký sinh trùng đó anh em đừng ruột ha, thì mấy con giun đó thì nó làm lãng phí cái nguồn thức ăn của chúng ta cung cấp cho gà ha, làm con gà của chúng ta nó không hấp thụ được dinh dưỡng tốt ha, thì nó sẽ không có phát triển được cái khung xương, mà khi dinh dưỡng nó không tốt thì nó cũng dễ sinh bệnh nha anh em. Đó thì nó là đôi lời của Long chia sẻ đó. Thì cho anh em một chút cái quan niệm như vậy ha. Còn mình chơi gà thì anh em nên học cách nhìn nhận về cái con gà. Còn nói chung thì gà nào ăn lúa nó cũng phải thua anh em, nó cũng phải có thua hết, nhưng mà mình phải biết cái cách mình nhìn nhận cái con gà anh em. Mình nhìn nhận như vậy thì nó mình giảm đi cái thất bại của mình ha. Ví dụ như mình thấy con gà đó của mình nó ở đẳng cấp nhỏ thì mình chơi nó lấu ha, còn nó khá khá một chút thì mình chơi lên một chút đó. Thì nó phù hợp ha, nó tương thích để chúng ta ít thất bại vậy thôi. Thì Long thì bình thường thôi, nhưng mà nói chung thì chơi thì phải có ăn có thua anh em, nhưng mà mình chơi kỹ thì mình giảm cái phần thất bại của mình vậy thôi ha anh em ha. Đó thì đó là vài lời của Long chia sẻ. Rồi có một số anh em nuôi thì theo cái mô hình là nuôi chuồng ấm kính gió ha anh em. Nhưng mà mình nói với anh em vậy nè, cái nào nó cũng có một cái lợi của nó hết á ha. Thì đây là cái bài học thực tiễn nha anh em. Thì để nói sao ta, ông anh mình là ổng nuôi gia công cho chạy gà, nói chung là cũng mấy ông anh chơi lớn tiền ha.
thì gà mấy ổng đưa xuống là nó cỡ con gà bướm trước mặt anh em vậy đó ha, đến hơn nữa. Thì ở trên đó người ta nuôi điều kiện là nuôi nhốt anh em, vaccine ngừa đầy đủ hết. Nhưng mà khi mà mỗi lần người ta đưa xuống một lô ví dụ như là 20 con hay 30 con thì cái tỷ lệ hao hụt nó cao lắm anh em, tỷ lệ hao hụt cao lắm, tại vì con gà nó xuống nó bị ngu anh em. Thả ở cái điều kiện môi trường như vậy nuôi nhốt nè, thì làm từng khu để thả nó. Thì nói chung là con gà người ta dưỡng cứng rồi người ta muốn đưa xuống thì nó bị hao hụt anh em, nó bị hao hụt tại vì nó bị sốc, sốc môi trường ha, sốc thời tiết rồi. Nó ngỡ ngàng ở dưới quê thì anh em biết rồi, mương dũng thì nhiều khi nó đi nó xuống mương nó còn không biết lên em, mà con gà lông lá đầy đủ luôn đó. Thì rồi nó bệnh tật dữ lắm anh em, rồi nó hao hụt đó. Thì mình nói với anh em về vấn đề đó ha, thì đó là cái chia sẻ kinh nghiệm. Còn lai thì bây giờ ai cũng đổ gà lai anh em ha, đó thì Long nuôi như ngày này là lai này 50 luôn á. Đó. Nhưng mà nó vẫn là nuôi nó vẫn đạt vậy thôi. Thì nói chung là gà gà anh em thấy gà nhỏ mình cắt lông đuôi là con gà đó là mình có dự định là nó là con giống ha anh em ha. Nói chung á, cái giống này nè là được rồi, cái con ăn nhiều ăn ít tùy con anh em, ba cái năm cái gì đó ha. Nhưng mà nó hiệu suất là trên ba con nọc anh em, con mấy già đó, nó trên ba ba con nọc là con rất là đạt anh em. Hiện tại còn một con là bây giờ đang làm nọc, con gà con đang làm nọc, con gà đó là 9 cái ở dưới mình, làm thêm 3 cái ở bên bển ha, giờ đang làm nọc của cái người ta sở hữu thì người ta làm nọc vậy đó ha. Thì đó chia sẻ vậy thì mình thấy mình nâng cái dòng máu gà thì mình phải chăm cái con gà lai vô cho nó phù hợp ha, thì mình chăm vô ha. Thì đó là đôi lời cái năm chia sẻ vậy thôi. Thì mình con gà thì mình anh em nuôi thì bây giờ nuôi ai cũng nuôi gà lai anh em, chứ con gà Việt làm gì nó có trần trần mà nó nhóng nhóng rồi nó chấp xác như vậy anh em, đúng không? Đó là đôi lời nó đồng chia sẻ. Nhưng mà anh em vấn đề mà dinh dưỡng và thuốc men anh em nên lưu tâm, muốn con gà chúng ta khỏe mạnh đó, anh em phải quan trọng nhất là cái con tẩy giun đó anh em. Anh em cung cấp thức ăn tốt đi, chế độ thuốc men anh em tốt, nhưng mà cái vấn đề mà giun anh em không 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 kỹ ha, là nó không đạt ha. Đó. Thì đó là đôi lời của Long chia sẻ thôi chứ không có gì hết, để chia sẻ cho anh em một cái chút cái kinh nghiệm chăn nuôi ha. Như con này nè, đó gà đó là con gà đó là biết là con gà nó bị sâu mắt luôn đó. Nhìn cái lông nó như vậy là nó dụi vô hai cái bả cánh, nó giống như mấy anh em mình nuôi cu anh em thấy nó ướt ướt đó, là do nó bị sâu mắt rồi nè. Thì cái tháng này nó ưa bị sâu mắt ha. Thì trong chăn nuôi mà chúng ta phải nên nên phải nên tập trung vào cái dinh dưỡng thuốc men là phải kỹ, mà dinh dưỡng thuốc men anh em tốt mà con gà anh em nó phát triển không tốt thì nên lưu ý về cái con phá dinh dưỡng ha. Thế là đôi lời chia sẻ để cho anh em nuôi hoàn thiện ha, chúc anh em nuôi thành công nha. Rồi, thân ái chào anh em.